400 m², ngay mặt tiền đường Lê Duẩn, không gian thú vị, có gì đặc biệt? Cao biết. Theo em vào tham khảo một số mẫu ấm chén, trên tay em là chiếc ấm trà men hỏa biến sáng bóng, trong mà mịn lắm nha. Chén trà thì được họa hình ảnh hoa nở trong lòng chén nè. Chén trà cứng cáp, cầm nịnh tay lắm nha anh chị ơi. Đây, kế bên luôn đây. Đây là không gian bát đĩa gia dụng nha cả nhà ơi. Không chỉ là bát đĩa lẻ mà cả bộ bát đĩa cửa hàng em cũng có luôn. Bát đĩa bát tràng thì có đặc trưng là cầm lên có cảm giác dày dặn, cứng cáp và chắc chắn. Họa tiết thì tuy đơn giản nhưng lại là điểm nhấn rất là nổi bật đó nha. Còn bên đây là không gian gốm trang trí nè anh chị ơi. Các mẫu lọ hoa ở đây được các nghệ nhân vẽ tay vô cùng đẹp và chuẩn chỉnh. Kiểu dáng và họa tiết rất phù hợp với cả không gian truyền thống và hiện đại luôn nha. Ngoài ra thì bên em còn có thêm các mẫu bình, lọ gốm nghệ thuật và các mẫu bình gốm phong thủy vô cùng đặc sắc. Chưa hết đâu nha anh chị, bên em còn có các mẫu ly, tách cà phê gốm sứ siêu dễ thương và siêu tinh tế luôn. Rồi, bây giờ chúng ta cùng qua không gian trưng bày đồ thờ nha. Trước mắt anh chị là 3 bộ thờ tiêu biểu của hệ thống không gian gốm, gồm bộ đồ thờ men lam vẽ vàng. Cạnh bên trái đây là bộ đồ thờ men rạng vẽ vàng. Trong cùng là bộ đồ thờ men rạng đắp nổi với đầy đủ các vật phẩm kèm theo phụ kiện luôn nha anh chị ơi. Còn anh chị nào mình đam mê gốm sứ cảnh quan thì có luôn theo em. Tại không gian gốm Bà Rịa có đầy đủ thác nước phong thủy, chum chậu để trang trí cảnh quan, sân vườn, nhà hàng, khách sạn. Với đa dạng các mẫu mã, kích thước, hoa văn dễ dàng cho anh chị lựa chọn luôn. Đặc biệt giá chuẩn xuất xưởng luôn nha anh chị. Tổng kết ngày hôm nay của mình đây nè, quá trời phần quà mang về luôn. Hãy đến ngay showroom không gian gốm 125 Lê Duẩn, thành phố Bà Rịa thôi nào. Let's go.